đây nha các bác nhá đây là, là phiên chợ vùng cao của lai châu này đấy giải hết lan ra đường này bây giờ bác nào mua thì cứ mua thôi đẹp tuyệt vời hàng kg cũng có hàng toàn thân từ đẹp đấy. đây này em ơi em bán giò này bao nhiêu này đây này các bác này đấy thấy được. hai cô gái bán lan nhé các bác nha các bác ủng hộ nha em ơi cái hình tròn này bao nhiêu tiền em em bán tất chỗ này 100 này à đấy tất chỗ này có 100 này các bác này đấy một hai cây này ba cây bốn cây năm cây sáu cây bảy cây bảy cây có 100 trăm nghìn đấy hàng giờ nhá dáng hương đuôi trồn này các bác nhá đây là dáng hương tam bảo sắc này các bác này Đấy Như cái lá này nó hơi lỗi một chút nhá các bác nhá Đấy Lá, lá này còn được uh, Hơn 4 sen gần 5 sen này các bác này Cây nó đẹp Chất cây nó đẹp nhá Đấy, Cái chỗ này bao tiền Đấy Một cục này hai cục này ba cục Đấy ba cục như này là 200 nghìn nhá Đứng đứng xem kia cho nó nhìn cho nó rõ Đấy các bác nhá Chỗ này 200 nghìn nhá đó, số 2 nhá. Tam bảo sắc. Đấy, ba cục trồn đùi gà này thì bao tiền? 100. 100.000đ nhá. 100 000 ba cục. Đấy, rẻ chưa các bác? Thành ra có chưa đầy 35 000 một cục nhá. Đấy, 100 000 Cho hình số 3 nhá. Số 4 này. Hai cục này em bán 150 Hai hai cục trồn này, nguyên bản từ rừng này. Đấy. Đấy, số 4 nha các bác nhá. Số 4 này, hai cục tròn này. 150 000 Ơ à, có cái cái cây cáo tím này thì bao tiền? 200 ơi. 200 ơi. Ủa đẹp không? Tím lịm luôn mà lá ngắn nha, lá to này. Chất lá đẹp nha. 200 à? 200. Cho hình số 5 nhá các bác nhá. Đấy bác nào lấy thì cứ alo vào đấy cho em. Ui giời, cầm cái giò cáo lên xem nào. Ui đẹp thế hoa còn tím chứ đây là các bác này hoa tím lịm luôn này đấy. mấy cây đấy có tàu mấy cây cây nguyên bản à nguyên bản anh ơi, Một, hai, ba, có bốn cây bốn cây. Bốn cây đẹp các bác ạ đấy to vặt vã có bốn trăm nghìn cho hình số 6 nhá số 6 nhá các bác nhá bốn trăm nghìn đẹp này lá bóng nhẫy luôn đây này Thế cái cây cáo này nguyên bản này bao tiền? Cây này à, trăm rưỡi Trăm rưỡi à? Rồi ok 150 nghìn cho hình số 7 Đâu? ba cái cục gà này thì bao tiền? ba cục nhá đây nha các bác nha một cục này hai cục này ba cục này đấy ba cục này em bán trăm rưỡi trăm rưỡi nha các bác nha ba cục nha trăm rưỡi còn cái cục đẹp này dơ lên thế nào ngồi rủ đẹp thế các bác này một dè luôn đấy cục này hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi à ờ rồi ok cho dò số chín nhá còn cái ba cục này trăm rưỡi này là số tám này đấy còn hai cục hai cục này bao tiền hai cục này một trăm một trăm một trăm nghìn à nghìn. rồi ok cho dò số mười nhá số mười một này bao nhiêu đấy 70.000 cục đấy à Rồi ok 70.000 Số 11 nha 70.000 nha Số 12 này Bao tiền 2, 3 cục, à, cục 100.000 100.000 3 cục Ồ rẻ chưa các bác Chưa bao là giờ thấy Lan rẻ như bây giờ nha Thế cái bó này thì bán bao nhiêu tiền Ôi bó này thì Đấy Bó này mà họ bán 300.000 nha Đây là đùi gà tròn lai trâu nha các bác nha Đấy. Thế của em em bán thế nào em ơi? Của cái em này em bán là, nào? Cái này là 200. Ờ rồi ok 200 nghìn Đấy, Một bó đùi gà tròn Lai Châu nhá Đấy, 200 nghìn cái bó này Đấy Đẹp nhá Rồi ok 200 nghìn Thế cái cục này em bán bao nhiêu tiền Cái này là 120 120 nghìn Đấy rẻ chưa đuôi gà tròn lai trâu mà rẻ thật đấy nhờ Đấy cái cục này thì bao nhiêu tiền Cũng 120 luôn 120 nghìn luôn Đấy Thế cái cái cục trồn đẹp đẹp này thì bao nhiêu tiền Đây là các bác này Đấy đẹp à, chưa 350 À 350 à? à Ui đẹp chưa Lá ngắn lá dày nhá các bác nhá Đẹp tuyệt vời Rồi ok Đẹp luôn 350 Dễ thì thoải mái luôn Thế cái Cây cây trồn bé bé này thì bao nhiêu tiền Lá cũng to đấy các bác ạ Này Đấy 150 nghìn Thế cái cây văn đa này có hoa không Ờ có hoa này Có 7 Có 6 bông hoa đấy các bác ạ 6 bông hoa Một cái cây văn đa như thế này này Ngửa ngửa này lên cho khách xem này Đấy Một cây văn đa này này 150 nghìn này các bác này Đẹp chưa Đấy Tuyệt vời 150 000 nha, có 5 6 bông hoa đấy ạ. Rồi ok. Thế cái cái giò u lồi này thì bao nhiêu tiền? Cái này đẹp nhất thì em lấy 400 thôi ạ. 400 nha. Được bao nhiêu thân tơ nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 5 6 7, 7 thân tơ nhá. Có 400 000 Đấy các bác ủng hộ em nó nhá. Vâng cuối video em cũng chào tất cả các bác yêu Lan nhá. Đẹp nhất đấy. Vâng ủng hộ em nó nhá.